Diễn biến thiên tai những tháng cuối năm đang có nhiều diễn biến cực đoan, đặc biệt là mưa bão. Nguyên nhân do sự xuất hiện của La Nina và sự tác động thêm từ biến đổi khí hậu. Vậy diễn biến thời tiết thiên tai trong thời gian tới sẽ như thế nào? Chính quyền và địa phương và người dân cần phải lưu ý điều gì? Ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Nếu có sự kết hợp của La Nina thì có khả năng nó sẽ có thể làm tăng cái lượng mưa, cường độ của La Nina có giảm tới 0,5 thì khả năng lượng mưa tăng. Khi La Nina hoạt động thì là cái áp cao Thái Bình Dương nó sẽ mạnh hơn này. Áp cao Thái Bình Dương nó mạnh hơn thì giải hội tụ nhiệt đới cũng mạnh hơn này. Giải hội tụ nhiệt đới mạnh hơn thì là bão nó cũng khả năng là xuất hiện nhiều hơn này và mưa cũng là xuất hiện nhiều hơn này. Nhiệt độ và cái năm La Nina là nó La Nina là lạnh dị thường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4 thấp hơn so với trung bình 1 độ C trong tuần giữa tháng 9 năm 2020, giảm 0,3 độ C so với tuần đầu tháng 9 năm 2020. Dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 65-75%. Pha La Nina quay trở lại kết hợp với biến đổi khí hậu đã khiến thiên tai khó lường và khắc nghiệt hơn. Thì theo nhận định của trung tâm chúng tôi ấy, thì bắt đầu sang tháng 10 thì là sẽ là cái tháng mà bước sang cái mùa mưa ở khu vực Trung Bộ và với cái diễn biến lạnh đi của nhiệt độ mặt nước biển, tức là hiện tượng La Nina có khả năng bắt đầu xuất hiện, thì cái diễn biến của cái mưa lũ đặc biệt là khu vực Trung Bộ sẽ có những cái diễn biến là gia tăng hơn về cái cường độ mưa cũng như là lượng mưa, tổng lượng mưa của các tháng trong những cái tháng từ nay cho đến cuối năm. Và dự báo của chúng tôi thì cái bão có khả năng sẽ bão hoạt động trên Biển Đông cũng như là ảnh hưởng đến nước ta có khả năng là từ nay đến cuối năm sẽ là cao hơn so với trung bình nhiều năm. Và dự báo thì có khoảng từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng là từ 5 đến 7 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó thì có khoảng 3 đến 4 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa đông năm nay có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2019-2020. Không ngoại trừ các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ xuống thấp gây các đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần, thậm chí có thể dài hơn. Tuy nhiên, những hiện tượng thời tiết bất thường, nguy hiểm như rét đậm, rét hại, tuyết, băng giá, sương muối, thậm chí nhiệt độ có thể đạt kỷ lục hay không cũng chỉ có thể ảnh hưởng trước trong thời gian ngắn hạn. Vì vậy, người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin để có các biện pháp chủ động ứng phó.